Đời lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mình Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sửa lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh công đồ. Thì lại chúng con cùng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhớ trái tim cực thánh Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa. Con cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Chúa, con được ăn mày các ân xa, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay. Và những ân xa nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa không ban cho các linh hồn ấy. Lạy Chúa, cứu thế rất êm ái dịu dàng, chúng con
hình môn sốc mình xuống trước bàn thờ Chúa. Xin dâng gia đình chúng con cho thanh trai tim Chúa. Xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con. Chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Xin cho tâm hồn ngôn ngữ và hành vi của chúng con đều được thấm nhuần tinh thần của Chúa. Xin Chúa giang phúc cho mọi dự định của chúng con. Xin chia vui, chia buồn, chia công việc với chúng con. Xin Chúa cho chúng con ngày càng hiểu biết mến yêu và làm tội Chúa chẳng khi nào đừng. Chớ gì khắp thế giới vang kiêng hát mừng rằng kính mến, ngợi khen, chúc tụng trái tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen. Lạy trái tim vô nhiễm nguyên thời Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con. Nhân là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa đình, có ý đến tà trái tim vô nhiễm nguyện tội và đau đớn mẹ, bù lại những tội lỗi con và tội lỗi mọi người xúc phạm đến trái tim mẹ. Cũng trái tim Chúa Giêsu con mẹ, cũng là những chính trái tim mẹ vậy. Con xin hợp một ý cùng những kẻ dâng mình đền tà liên tiếp trái tim vô nhiễm nguyện tội mẹ. Nguyện xin mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong trái tim mẹ, và nhờ trái tim mẹ mà đến cùng trái tim cực thánh Chúa Giêsu con mẹ. Lại xin mẹ bầu cử cùng Chúa độ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cũng làm cho mọi người nhận biết và kính mến trái tim mẹ ở đời này, để ngày sau được cùng trái tim mẹ hát mừng ta ơn Chúa ba ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. Mời cả đoàn kính Đức Mẹ. Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu trong ngóng từ lâu bóng mẹ đâu. Mẹ mẹ ơi, xin thương con tình đơn thong hối, tâm tư này thôn thức lệ rơi những nghẹn ngào. Tháng ngày qua dần trôi đi, con có đơn chờ mong ê chê, đâu ai thương như lại tình con. Người thân này cũng quên rồi, từ vực sâu bao thương đau ngày đêm đông đau, con lo trong mong từ lâu bóng mẹ đâu. Mẹ mẹ ơi, xin thương con tình đơn thong hối,
về mẹ ơi, xin thương con tình đơn không hối, tâm tư này tốt cứng lệ rơi nhưng nghẹn ngào. Từ vườn sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu cần Chúa chúng tôi, nhưng sao thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đôi thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. Chúa, nếu trong tôi còn đây, dương gian kia nào ai đứng vững? Chúa nhân từ, xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ ở trong nhà thờ này để làm nghi lễ cuối cùng cho một người chị em của chúng ta, bà cụ Anna, đã hoàn thành cuộc đời dương thế hơn 90 năm ở trên dải đất của Hoàn Linh này. Bà nhớ rằng, chúng ta cũng nhớ rằng một người Kitô hữu, nhà thờ là cái nơi thân thương nhất, được sinh ra làm con cái Chúa, được chịu và phép bí tích, được đi lễ hàng ngày. Và hôm nay là thánh lễ cuối cùng dành cho bà. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện xin nhờ hy tế của Đức Kitô để cho bà được hưởng phần vinh phúc như niềm tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng thống hối đội lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng kinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi được hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương
son chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng xót thương người tội lỗi và ban thường hạnh phúc muôn đời cho bậc chính nhân, ngày hôm nay chúng con tiện đưa bà Anna đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh phúc với các người Chúa chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh về quê trời hương nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ai ca: Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên đi những điều tốt lành. Tôi đã nói, vinh quang của tôi đã tiêu tan, và niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa không còn nữa. Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con. Linh hồn tôi tan nát trong tôi khi nhớ hoài điều đó, nhưng đây là điều tôi muốn nhắc nhở trong lòng. Nhờ đó mà tôi vẫn còn hy vọng. Chính nhờ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã không bị diệt vong. Vì lòng thương xót của Chúa không hề tàn phai, nhưng vẫn mới hoài mỗi buổi sáng, và sự trung tín của Ngài thật lớn lao. Hồn tôi đã kêu lên, Chúa là phần gia nghiệp của tôi, nên tôi trông đợi nơi Ngài. Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, với tâm hồn kiếm tìm Ngài. Im lặng trông đợi ơn cứu độ của Chúa là một điều tốt lành. Đó là lời Chúa. Chính tôi được vui bước đi bên người hiền diệu thay, dành Chúa đến muôn đời. Chúa chân người tôi đây, hồn tôi vui ngất ngây. Đồng xanh đâu thiếu chi, người cho tôi nằm nghỉ. Vượt qua thung lũng hiểm nguy mà hồn tôi đâu
có sợ chi. Vì này Chúa đưa đường tay Chúa mang côn trường vào hồn tôi an vững khôn lường. Chúa chẳng nuôi tôi đây, hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đau thiếu chi, người cho tôi nằm nghỉ. Chúa sức giàu thương, này tiệc sáng giòn sáng rượu ngon, và rồi phúc ân người theo dõi tôi trên đời nhà người đây, tôi sống mãi muôn đời. Chúa chẳng nuôi tôi đây, hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đau thiếu chi, người cho tôi nằm nghỉ. Mới thân tay yêu thương, người đã nơi nấu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng gì. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, lòng trong gầy không làm cho chúng ta phải hổ thẹn, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu đuối, theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chịu chết cho những người bất chính. Ít có ai chết thay cho người công chính, hòa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính trong máu của Người, thì nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được giao hòa, hẳn chúng ta càng được cứu độ hơn nữa trong sự sống của chính Đức Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta đã nhận lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin xưng tụng Cha,
vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con. Và những người con muốn mặc khải cho, hãy đến với ta hết tất cả những ai lao nhọc gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa quý cha, quý sơ, và đặc biệt là gia đình Tăng Quyến, gia đình của sơ Hiếu, chúng ta biết cuộc sống con người của chúng ta phần đông là đau khổ. Phật tử nói như thế này: đời là bể khổ. Hay Lão Tử thì nói thì sinh bệnh lão tử. Người ta nhìn cuộc sống với một cái màu đen tối. Có một triết gia nói là gì? Khi sinh ra là bắt đầu con người già đi và đang chết dần. Nhiều khi chúng ta nhìn vào những cái sự đau khổ của đời sống của chúng ta mà chúng ta có một cái nhìn u ám, và chúng ta có một cái gọi là tự ti trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên đức tin của người Công giáo của chúng ta không cho phép chúng ta có một cái nhìn như thế. Niềm tin vào Đức Kitô cho chúng ta thấy ánh sáng phía sau đường hầm. Trong tất cả đau khổ, trong tất cả những kiếp nhân sinh của chúng ta, tất cả những cái đau khổ đấy sẽ nên là những vinh phúc, và vượt qua đau khổ cùng kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô thì chúng ta sẽ thấy ánh sáng phía sau đường hầm. Và cụ thể đó là cái sự sống và sự sống lại nơi chính Đức Giêsu Kitô. Nếu ai trong chúng ta tin vào Ngài thì chúng ta cũng sẽ được hưởng cái sự sống đó. Ngày hôm nay bà cố của chúng ta qua đời với hơn 90 năm trên dương thế, cũng trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, gánh gồng, gánh nặng nuôi con, rồi những cái cơn bạo bệnh. Con nghe các cha nói bao nhiêu năm bệnh tật. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái đó, những cái sự đau khổ đó, thì chúng ta thấy cuộc đời nó thật là u ám. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn với cái sự kết hợp với Đức Kitô thì đó lại trở thành những cái quả phúc. Và hôm nay chúng ta nhìn quả thì biết cây, nhìn thấy Master thành quả trong gia đình, thì chúng ta thấy bà cố cũng đã phải vất vả gánh nặng thì mới được cái thành quả như thế. Và hôm nay trong đám tang của bà cố, trong cái tâm tình nhìn lại con người của mình, nhìn lại những cái đau khổ đấy, thì con xin chia sẻ cái tâm tình như thế này. Chúng ta nhìn lại cái cuộc sống khổ cực của chúng ta để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta biết ơn. Trước tiên là chúng ta phải biết ơn nhau, bởi vì cái đời sống của chúng ta không ai là sống một mình hết. Không ai trong chúng ta là một hòn đảo, và không ai trong chúng ta sống chỉ riêng mình, mà sống là sống với và sống cùng. Nên chúng ta hãy mặc lấy tâm tình biết ơn. Các con cái của bà cố cũng hãy biết ơn bà cố, vì cái công ơn sinh thành dưỡng dục đó là cái lẽ đương nhiên. Rồi chính trong cộng đoàn của chúng ta cũng đã từng sống trong cái tương quan đức tin với bà cố, chúng ta cũng hãy biết ơn nhau trong mọi sự. Vì ai có lòng biết ơn thì người đó được Chúa chúc phúc. Rồi thứ hai, chúng ta sống trong cái tâm tình nhìn lại cái chết của bà cố, cái đau khổ đó, để chúng ta sống trong cái tâm tình đức tin, trong cái tâm tình đức tin vào chính Đức Giêsu Kitô.
Bởi vì Chúa nói là gì? Chính khi chết đi lại là khi vui sống muôn đời. Cái lạ con người của chúng ta, cộng sản ta nói là chết là hết. Tuy nhiên con người Công giáo của chúng ta, với cái niềm tin và sự sống mai hậu, thì chúng ta biết khi lúc chúng ta tắt thở là chúng ta được sinh ra một lần nữa. Và cái ngày đó giống như là một cái ngày sinh nhật nước trời. Do đó chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhau, không chỉ cầu nguyện cho bà cố, mà chính bà cố nếu khi được hưởng phúc thiên đàng cũng sẽ thông tri ơn lành của Chúa cho cộng đoàn của chúng ta. Giống như Thánh Augustino với câu chuyện của mẹ Thánh Monica nói với Thánh Augustino như thế này: con ạ, khi mẹ chết, con không cần phải chôn mẹ ở chỗ này chỗ kia, cũng không cần phải mồ cao mả đẹp làm gì, mà con hãy nhớ đến mẹ trong lời cầu nguyện mỗi lần con bước lên bàn thờ. Nên cái lời cầu nguyện nó là mang một cái sức mạnh và vô cùng to lớn cho chúng ta vượt qua cái sự đau khổ. Biết rằng cái cuộc sống đời này khi chết đi là chúng ta mất mát, và người thân của bà cô sẽ cảm giác như là đau buồn. Tuy nhiên cái sự đau buồn của chúng ta sẽ được Thiên Chúa trả lại cho bà cô trong ngày vui hưởng hạnh phúc nước trời. Và chúng ta cũng nhớ đến những cái nét của bà cô để chúng ta cầu nguyện. Và chính bà cô trong cái cuộc sống nhân sinh cũng có những lần vấp ngã, cũng có những lần xúc phạm đến những người khác, thì qua cái lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót sẽ ban ơn, sẽ cứu chuộc bà cô khỏi mọi tội lỗi của bà cô. Tóm lại, trong cái ngày lễ tang ngày hôm nay, chúng ta hãy mặc lấy cái tâm tình. Thứ nhất là chúng ta mặc lấy tâm tình biết ơn, mặc lấy tâm tình cầu nguyện, để chúng ta có thể học với Đức Kitô và chúng ta có thể khiêm nhường vác thập giá với Đức Kitô, giống như bài tin mừng chúng ta Thánh sử Matthew đã nói: bởi vì tất cả những ai mang gánh nặng lao nhọc ta sẽ bổ sức cho. Những ai mang lấy ách của ta và hãy học Đức Kitô, vì Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường, ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Khi chúng ta có Đức Kitô thì chúng ta sẽ có thể vượt qua hết tất cả những đau khổ đời này. Và khi chúng ta biết kết hợp những đau khổ với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được cùng sống và vui hưởng sự sống vinh phúc trên thiên đàng với Ngài. Amen. Xin cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời chúc tụng và tin tưởng cầu xin. Cộng đoàn chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn bà cố Anna của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vì dòng máu cực Thánh Chúa đã đổ ra trên thánh giá, cùng với thánh lễ, lời cầu nguyện của cộng đoàn và một đời âm thầm phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội, mà cho linh hồn bà cụ Anna sớm hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giê-xu đã phải trải qua đau khổ rồi mới được vào vinh quang dành sẵn cho Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chân luôn noi gương Chúa Giê-xu, sẵn sàng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống và luôn tín thác vào Chúa, hầu chứng minh tình yêu thập giá Đức Kitô và làm lan tỏa tin mừng cứu độ đến cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
xin Chúa lòng lời chúng con. Khát vọng sâu xa của con người là được sống trong hòa bình, tự do thực sự. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có trọng trách lãnh đạo các quốc gia thấu cảm nỗi khát vọng sâu xa của mọi người, hầu giúp họ tìm ra những phương thế tốt nhất để xây dựng hòa bình và tình hiệp nhất cho con người và thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Cuộc sống trần gian chỉ là kiếp tạm bợ chóng qua. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang thất vọng chán trường vì đói nghèo, bệnh tật và muôn vàn thử thách đau thương, luôn cậy trông vào Chúa để được người nâng đỡ chở che, và xin Chúa thương giải thoát các linh hồn nơi chốn luyện hình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm con Chúa chịu chết và sống lại, Chúa ban hồng ân cứu độ cho muôn người. Giờ đây xin tha thứ mọi tội lỗi cho bà Anna, để bà được nhìn thấy Chúa nhan tiền và hướng niềm vui bất diệt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hiện trong tâm bánh trường nhỏ, dâng người thân khuất xa con rồi. Ngày tháng vui những tháng trồng, bao buồn vui kiếm sống con người. Ngài ơi thương xót linh hồn, người thân vương những nỗi lòng, cùng dâng lên bao yêu đuối. Xin Ngài nhầm lời kêu cầu, xin dâng lên linh hồn an na với yêu hẹn của bao ngày qua. Chúa dân mừng chiếu thương nhân từ, nguyện tha thứ hết mọi bên nhờ. Lời kinh bày áng trầm hương, dâng về ngài Chúa thân nhân từ. Này tâm bánh trong tim tiền, đây trường nhỏ kinh tiến lên ngài. Hiền dâng lên Chúa đau buồn, người thân này đã ra đi. Nguyện xin giơ tay tiến đến cho bao hương hoan vinh phú. Xin dâng lên linh hồn an na với yêu hẹn của bao ngày qua. Chúa dân mừng yêu thương nhân từ, nguyện tha thứ hết mọi bên nhờ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lễ thế này trong ngày an táng bà Anna. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người qua cô. Nếu vì yêu đôi lỡ lầm mà tối tơ Chúa đây hay còn mang vết nhơ tội lỗi, thì xin Chúa thanh tẩy và thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ơn là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiêu tòa trên chúng con, để những ai buồn rầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vinh viên trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa tam đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hoan Chúa lên thiên trời, chúng tôi nâng ngửa lên nhân gian Chúa. Hoan hoan Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Cả con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khi toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Louis, Giám Quan, Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cố Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha đời chúng con như chúng con cùng ta để có đời chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứ chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi.
chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, cùng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mai. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là bà Anna đã lìa cõi thế, được máu thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phụng sinh,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thánh lễ an táng của bà cụ Anna đã được cha Gioan Bautista Phạm Quang Long chủ tế thánh lễ. Bây giờ thánh lễ gần kết thúc, còn nghi thức nữa, đó là nghi thức tiễn biệt bà cụ Anna đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nghi thức này cha hạt Phaolô Nguyễn Minh Sáng sẽ cử hành nghi thức tiễn biệt, và sau nghi thức tiễn biệt thì sẽ có lời tâm tình của sư hiếu đáp lại với quý cha và cộng đoàn. Cộng đoàn chúng ta đứng yên vị trí và hướng về linh cữu bà cụ Anna để chúng ta thực hiện nghi thức cuối cùng, nghi thức tiễn biệt. Xin kính mời cha. Chiếm thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài tôi tớ Chúa là bà cụ Anna mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là bà cụ Anna được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn chiên nhân lành ôm vào lòng, đưa vào đoàn tù cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng muôn nguồn vui bất diệt, làm một với cộng đoàn các thánh. Xin con thánh trên trời phù xuống người tín hữu Chúa đây, và xin con thiên thần đón gầm người lìa khỏi thế này. Xin thần thánh giờ đây trình diện đấng tối cao, nguyện xin đấng Kitô tiếp nhận người Chúa gọi ra khỏi trần gian, và xin các thiên thần dẫn đến chốn an bình bên tổ phụ trình diện đấng tối cao. Lạy Cha rằng nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn bà Anna trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn bà cụ Anna sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là bà cụ Anna,
và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau đời ngày. Mọi người tai ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa, và bên cạnh tôi tớ Chúa là bà cố Anna. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ xin kính mời sơ có đôi lời tâm tình với cộng đoàn phục vụ. Trọng kính cha quản sứ cùng quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn. Trước hết con xin đại diện cho gia đình chúng con có đôi lời xin chân thành cảm ơn cha quản sứ, quý cha, quý thầy, quý sơ hội đồng phúc âm sự sống, quý sơ mến thánh giả, quý hội đồng phục vụ giáo xứ đã đến thăm dự thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn Anna mẹ của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Bằng cách này hay cách khác đã thăm viếng, chia sẻ và giúp đỡ gia đình chúng con, tổ chức tang lễ được trang nghiêm và sốt sắng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sai sót, xin kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn tha thứ và thông cảm cho gia đình chúng con. Sau đây con xin phép quý cha và quý cộng đoàn cho phép gia đình chúng con ít tâm tình muốn nói với mẹ của con. Kính thưa mẹ, các con cháu chấp chúng con tuy sống nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng con đã họp mặt về đây để tiễn đưa mẹ lần cuối cùng. Chúng con xin lỗi mẹ trong suốt thời gian qua đã làm cho mẹ buồn. Giờ đây, chúng con cảm ơn mẹ đã sinh thành chúng con, được học noi gương bắt chước mẹ, không bao giờ quên được nghị lực kiên cường của mẹ đã trải qua bệnh tật suốt bao năm qua. Mẹ đã thanh thản nhìn cuộc đời lạc quan và yêu thương chăm lo cho đoàn con cháu chắt đến giây phút cuối cùng. Chúng con nguyện noi gương tinh thần của mẹ. Xin mẹ an tâm bình yên, chúng con xin hứa luôn thực hiện những lời khuyên của mẹ sẽ yêu thương nhau hơn. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Anna mẹ của con về hướng tôn nhan Ngài. Một lần nữa, con xin gửi lời tri ân quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Gia đình chúng con xin cúi đầu tri ân cảm tạ. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ an táng và nghi thức tiễn biệt của bà cụ Anna đến đây kết thúc. Phần còn lại, chúng ta tiễn đưa bà cụ Anna vào lòng đất mẹ giáo xứ Hòa Ninh. Bây giờ cộng đoàn ban lễ tang, chủ tang, chúng ta thực hiện cái cuộc tiễn đưa này ra nghĩa trang và chôn cất bà Anna theo tinh thần của người Công giáo thứ bảy chôn xác kẻ chết. Chúng ta thể hiện nghĩa cử cao đẹp với bà cụ Anna của chúng ta nữa. Xin cộng đoàn chúng ta bắt đầu cái công việc cuối cùng này. Đưa linh hồn anh em chị em chúng con qua chốn đau